Ok, xin chào anh em, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục vào bắt cầu tài xỉu cho anh em xem. Hiện tại mình đang cầm cái vốn nó tầm 20 triệu anh em ạ. Và cái tay bên M5 này mình đang rất là tâm tắc. Tâm tắc là vì sao? Bởi vì mình có xem cầu con này rất là lâu rồi. Nó phải rơi vào tầm 15 phút rồi, 15 phút đồng hồ mình ngồi mình xem mãi cầu này đi liên tục anh em ạ. Thì bây giờ mình nhận ra cầu này sẽ đi 1, 2, 3 100%, nên là cái tay này nó sẽ không phải là một tay xỉu. Mà nếu mà như mình nói, nếu mà mình vào một tay như kiểu là 5-6 triệu đó rất là bình thường. Nên là mình sẽ cố gắng, mình sẽ vào tầm 10 triệu, được không nhỉ? Thôi mình nghĩ là không anh em ạ. Nên vào tầm 6 triệu nó cũng nhiều rồi. Để mình ăn tay này đã rồi mình tính sau nhá. Đó, mình định vào 10 triệu ấy, nhưng mà mình thấy là nghĩ lại, nói chung là nếu mà vào 10 triệu mà thua cũng vậy, thua một cái thì cũng vậy đái phết. Nên là thôi mình vào 6 triệu cũng được. Thua thì mình còn tầm 14 triệu mình gỡ gạc do nó cũng sẽ gỡ hơn, đúng không nhỉ? Đó, thì mình như chơi như thế thôi. Còn ở đây thì mình đã thẳng thắng rồi nhá. Tại này mình cũng ngồi mình nhồi cũng xem xét cầu lâu lắm rồi, nên là chắc chắn là mình sẽ thắng được thôi. Ok, thế là mình sẽ vào thằng này tiếp cho anh em con tài nữa anh em ạ. 20 triệu là cố lên tầm 30 triệu được không? Thế này 1,5 triệu đi. Mình xin phép anh em mà cho mình xin tầm một vài giây mình đi uống cốc nước nhá. Nãy giờ quay video mình của mình xem mình ngồi chờ mãi thế là cũng chưa uống cốc nước nào đâu anh em ơi. Đúng cả mình tí, nói chung là nếu không uống nước thì không nói được. Đó ấy. Thế nhá, trong vòng 10 giây này mình tí mình quay lại mình xem luôn kết quả anh em ạ. Ok, quay trở lại rồi đây, nói chung là lại ra xỉu à, thua anh em ơi. 3-1 đúng không? Ôi chà, bình tĩnh em ạ, cứ bình tĩnh thôi. Nếu 3-1 thì mình sẽ đánh tay này 4 triệu luôn đi, đúng không? Thư cho anh em lớn luôn, nào. Anh em cho mình xin tầm 10 giây nữa nhá, tại vì là nãy mình đang gấp quá, mình chưa kịp uống đâu, mình mới đang rót thôi. Anh em cho mình thêm 10 giây nữa đi. Đánh được 2 phiên, tay ăn, tay thua. Tưởng là cầu thủ mình mà lại thua như này hơi khoai nhỉ. Rồi anh em đợi mình tí nhá. Ok anh em ơi, mình quay trở lại rồi đây. Nào để xem là cái phiên này nó có ra được không đây. Mình nhà mình cũng đang rất là tâm tắc cái tay này nên mình đánh tầm 4 triệu đấy. Rồi, đó, không phải thế đấy chứ. Đúng cầu 1, 2, 3, 3, 2, 1 luôn anh em ạ. Ôi tôi ôi, phết này, cầu này đang mình rất là thích chơi. Nên là đa số là mình sẽ lụ mấy tay như này thôi. Ok, phiên thứ 3 ngon lành, cảnh đảo luôn. Chờ phiên thứ 4, phiên thứ 5, phiên thứ 6, phiên thứ 7 chơi nữa là xong là mình sẽ nghỉ nhá. Mình cũng chẳng có thói quen là mình chơi nhiều đâu. Chơi nhiều chẳng có ích lợi gì cả. Nói chung là nó sẽ càng đấy thôi. Nó sẽ càng là nói chung là gì nhỉ, nó sẽ càng làm cho anh em mình nói thôi là như nào nhỉ, mình phải tải như nào nhỉ, nó sẽ càng làm cho mình lù lẫn thôi, càng dễ bị thua anh em ạ. Đây trường hợp bây giờ mình thắng rồi thì em cố gắng là chơi nó ít tiền lại, nên là có thể nghỉ luôn cũng được. Đấy là cái phương án mà mình đưa ra cho anh em khi mà anh em đang cần tiền, mấy anh em cũng không muốn ấy đấy, cũng không muốn mất tiền ngu đấy chơi như thế. Còn nếu thằng nào mà càng chơi nhiều càng chết thì em ạ. Đối mình ở đây mình chơi ít lắm, một ngày chắc là mình chơi độ đâu đó nó sẽ rơi vào tầm 25-30 phút thôi, ít anh em ạ. Xong còn để phải ra làm mấy công việc khác nữa. Ok, phiên thứ 4 mình thắng nhá. Đấy, chuyện cai như này thì ai mà lỡ được đúng không, thắng liên tục rồi. Đó, 4 viên thì ta ăn tầm 3 viên thôi. Mình có cần phải nói gì đâu. Chắc nó không rồi em ơi. Đấy, hiện tại mình đánh cố xem siêu siêu vài tay nữa là thắng. Tay 500 nhá. Cũng là 25k 6, 27k đi. Như này em ạ. Rồi 14 giây, 13 giây để xem nào. Xu hướng cầu của mình nói chung là nó cũng
khá đẹp ấy. Mình chơi cái cầu này mình thấy là khá đẹp. Thì mình vào mình đóng sẵn 15 phút, mình xác định sẽ phải ra như này rồi. May mắn, khá may mắn luôn. Rồi, lại thua. Nói chung là vừa bảo may mắn cái lại thua anh em ạ. Không hiểu kiểu gì luôn. Hay là nó nghe được cái tiếng của mình nhở. Vừa bảo may mắn cái lại bút luôn này thì hỏng luôn. 27,9 triệu à, ok. Anh em muốn mình đánh như nào, thì chuyện tay này như nào đây. Nó vào phiên thứ tư rồi. Ra đánh tài thêm nhá. Nếu không đánh tài thì cũng chẳng còn tay nào anh em ạ. Đánh tài 150, 1,850,000 đi. Hiện tại mình chỉ cần thắng trên 25 triệu là được rồi, không cần phải thắng nhiều hơn đâu. Đó, cứ bình tĩnh chơi, nếu mà đen thua còn 25 triệu, đỡ đỡ cũng được, không sao. Đó, cố đấm lên tầm 30 triệu. Đấy. Nói chung nó có nhiều trường hợp xảy ra lắm. Mình ở đây là mình sống hết rồi. Mình dự trù hết rồi anh em ạ. Nói chung chơi bộ môn này cũng phải có cái kế hoạch, có cái dự trù, có cái tính chất của cái tính toán thì nó mới hợp lý, thì mình cú được nhiều nha. 3. Ừ thôi mình chịu, sao giờ. Không sao, 3 luôn nào. Phiên thứ 5 mà thua anh em ơi. Đang mà trạng thái ối rồi rồi. Chả biết là tay như này nó có ăn được không đây. Cái đồng xanh của mấy ông dây, tôi phải bỏ đi, chơi đồng xanh gì nữa. Muộn quá. Tay này mình muốn bệt xỉu anh em ạ. Khả năng cao là tay này 1,8 triệu luôn cho anh em. Triển khai cho anh em xem nữa. Nếu mấy trường hợp này mà thua ấy thì tay sau mình sẽ không chơi, mình xem xét cho anh em thôi, mình nghỉ thôi, không chơi gì nhiều. Ôi trời ơi, phết chứ. Trong cái phiên hiện tại mình chơi, nói chung là đang vào cái dây thua. Tay thứ 6, phiên thứ 6 của mình. Giờ thôi mình triển khai mấy phiên nữa, 5 phiên đúng không? Ừ, tự ra mình xem cái phiên này ăn được không đã. Khó nhá. Khó nhờ anh em ơi. Đây thì nói chung là cũng được 6 tay đấy. Hay 7 tay nhỉ? Chung mình đánh cũng nhiều phết rồi nhỉ bạn. 7 tay rồi chứ nhỉ? Đúng không? 7 tay chứ nhỉ? Ừ 7 tay nhỉ bạn. Nhiều đấy, càng về sau là càng thua. Mình không biết là bây hiện tại mình có nên chơi tiếp hay không đâu. Ra gì? Ui dồi ôi, tài đó đi. Không biết hiện tại có lên chơi tiếp không. 25 triệu này vẫn cố gắng rất là đấm lên. Thì vẫn đấm được một tay đấy. Hay là mình ôn in qua 5 triệu tiền nay ăn được đi. Có được không nhờ? Anh em cho mình xin ý kiến gái. Thì nay mình ăn được nó sẽ là cầu 3 hay 1, 1 hay 3 thì đấy. Theo như form này là sẽ là ra 3 tỷ rồi. Thì nên sẽ là một con tài nhất là 2. Thì là nó có khả năng ăn. Mình sẽ đánh cho anh em luôn đấy. Đầu tư phát ra. Từ một lần đầu tư, từ là mình làm chuyện đấy thế nào. Ok rồi rồi, không làm mình hết tất vận một buồn anh em ạ. Trời ơi, quá đỉnh luôn. Ok, trong cái video ngày hôm nay mình chơi tận 8 tay. Với tỷ lệ thắng nó khá cao chứ nhỉ. Và ăn lên tầm 29 triệu, ok chưa. Tay cuối còn chốt phát 5 triệu cho anh em nữa thì cực kỳ là tuyệt phẩm rồi. Hy vọng cái gì mình chia sẻ cho anh em trong cái video này thì nó sẽ có thể giúp cho anh em có cái kinh nghiệm chơi này hay hơn. Với cả sẽ thắng được nhiều tiền nhá. Rồi mình chào anh em.